Chào cả nhà, Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong một cái series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái video này là video thứ 76 lần đó. Ban đầu chỉ là ghi những cái video để giúp các bạn có thể giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà Meta đỡ vất vả hơn khi mà lúc nào cũng trả lời từng người. Nhưng mà ai dè đến giờ được 76 cái video rồi, khá là dữ dội đúng không nào? Trong cái video này Meta sẽ chia sẻ với cả nhà về cách để giúp cả nhà vượt qua cái triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản hàm. Đó, ta sẽ chia sẻ các bạn 4 cách các bạn nhớ theo dõi ở phần sau và coi thử các bạn nằm trong cái trường hợp nào và điều kiện như thế nào thì các bạn có thể phù hợp với từng cách khác nhau và theo dõi ngay ngóng cơ thể và từ đó cái vấn đề trào ngược dạ dày và thực quản của bạn sẽ được chữa lành hoàn toàn nhé. Đó, trước hết thì chúng ta sẽ hình dung chút xíu nó trào ngược dạ dày thực quản nó là như thế nào. Ở đây là cái phần dạ dày. Phần dạ dày của bạn là một cái môi trường pH, nó có môi trường pH rất là thấp từ 1 đến 3, người ta gọi là môi trường axit. Ở trong môi trường axit thấp này để giúp cho cái dạ dày tiêu hóa thức ăn trước khi đưa xuống ruột. Đó. Còn phần trên đây là phần thực quản. Thực quản là cái phần mà bạn khi ăn thức ăn qua miệng xong rồi đi xuống thực quản. Thì đây là phần này. Trong cái phần thực quản nối với dạ dày, phần thực quản mình cũng chia sẻ là chút xíu, đó là cái môi trường trung tính là pH khoảng bằng 7, pH khoảng bằng 7. Đây là pH môi trường axit pH 1.3 ha. Vị trí nối giữa dạ dày và thực quản nó có một cái cơ, người ta gọi là cơ vòng. Cơ vòng này chỉ được mở ra khi bạn nuốt, khi bạn ăn bạn uống đó, là khi bạn nuốt nó sẽ mở ra rồi sau đó nó lập tức nó đóng lại. Nhưng có một số trường hợp nó đóng mở không kiểm soát hoặc có một số vấn đề do áp lực ở phần dưới dạ dày hoặc là một số vấn đề xảy ra về bệnh lý hoặc là sinh lý gì đó nó làm cho axit ở cái phần dạ dày nó trào ngược lên cái phần thực quản và gây ra bạn cảm thấy khó chịu. Đối với vấn đề sinh lý thì có thể xem như là bình thường, nhưng đối với vấn đề bệnh lý thì bạn cần phải điều trị chứ không là bạn sẽ nhận rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe nặng nề sau đó ha. Khi mà các bạn đi khám thì bác sĩ lúc nào cũng cho các bạn một loại thuốc là gọi là anti-acid hoặc là acid blocker. Tất cả những loại thuốc các bác sĩ cho để làm gì? Để làm dịu cái phần acid đã bị trào lên cái phần thực quản và lúc đó bạn cảm thấy rất là dễ chịu trong những khoảng thời gian đầu. Nhưng mà bạn thấy rõ ràng cái nguyên nhân nó nằm ở dưới chứ không phải nguyên nhân nó nằm ở trên đúng không nào? Đó. Do đó là bạn cứ lặp đi lặp lại cái chu trình tái khám và uống thuốc và cái vấn đề dạ dày thực quản của bạn vẫn không được giải quyết và càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Đó. Hôm nay Meta chia sẻ với các bạn 4 cách. 4 cách này có thể giúp các bạn cải thiện cái vấn đề này, nhưng hãy cho cơ thể của bạn thời gian, nó không đơn giản dễ dàng như dùng cái thuốc gọi là anti-acid hoặc là acid blocker đâu. Nó không đơn giản như vậy, nhưng mà nó cho bạn một cái sức khỏe tốt hơn mà bạn nghĩ là bạn sẽ không làm được. Trước đó bạn sẽ không bao giờ vượt qua. Bạn hãy thử đi nhé trước khi là phán xét một điều gì. Đó, người ta khuyến khích là các bạn sẽ sử dụng cái liệu pháp này liên tục ít nhất 120 ngày để các bạn sẽ nhận thấy được một cái kết quả mỹ mãn. Và sau khi 120 ngày thì các bạn sẽ rất là khỏe mạnh, trừ những cái trường hợp mà bị chấn thương, tai nạn hay bị ung thư vân vân thì nó có một cái liệu pháp đặc biệt khác, chứ không thể nào sử dụng như thế này thì giải quyết ok ha. Đó. Thì sau 120 ngày đó thì thời gian sau nữa thì bạn có tái phát hay không? Bạn có khả năng tái phát nếu trong cái điều kiện sống của bạn ăn uống thiếu lành mạnh, sinh hoạt thiếu lành mạnh, stress căng thẳng nhiều, hoặc là bạn gặp tai nạn hoặc là phẫu thuật hay một số các vấn đề liên quan tổn thương đó thì nó có khả năng tái lại. Và hãy cứ thể thực hành lại thôi. Và thêm nữa là tuổi tác của bạn già đi thì cái việc mà bệnh của bạn nó cũng sẽ khó khắc phục hơn đối với những bạn còn trẻ. Nhưng mà vấn đề trào ngược dạ dày này xảy ra ở tuổi thanh niên, thiếu niên và những cái tuổi 20 rất là nhiều luôn. Mình cảm thấy thật sự là thương các bạn ấy luôn á. Đó. Hãy xem cái video này và hãy thực hành ngay khi có thể nhé. Đó. Đây là 4 cách Meta chia sẻ. Cách đầu tiên đó là hãy sử dụng Lacto Probiotic. Lacto Probiotic là một cái nhóm probiotic Lacto, nó lược lên men và cái sản phẩm lên men đó có pH là khoảng 3. Và
sử dụng trước khi ăn, sử dụng trước khi ăn, bởi vì sử dụng trước khi ăn như thế thì cái phần thức ăn mà ăn vào nó đẩy cái phần mà cái lacto probiotic đó xuống phần dưới và nó giúp cho cái việc tiêu hóa thức ăn một cách dễ dàng và sau đó đưa xuống ruột non và nó không bị trào ngược trở lại. Nếu mà bạn sử dụng sau khi ăn thì cái phần axit đó nó còn mới ở phần trên của dạ dày nè, thì bạn gặp một cái vấn đề như là tác động vật lý hoặc là cái cơ vòng của bạn hoạt động yếu thì nó sẽ đẩy lên và bạn lại gặp phải cái vấn đề trào ngược axit lần nữa đó. Nên tốt nhất thì uống trước khi ăn ha. Và lacto probiotic Mita khuyến khích đó chính là gừng riềng lên men. Gừng riềng lên men đây là một cái lọ gừng riềng lên men khoảng chừng 2 tháng tuổi và Mita chưa dùng tới, vì lần trước các bạn nhớ là Mita thu hoạch từ 3 lọ đúng không nào, cho nên là sử dụng lâu lắm mới hết cả năm đó, vì Mita đang sống một mình. Đây là một lọ gừng riềng lên men này sẽ sử dụng cho các bạn trong những cái lúc mà mới sáng thức dậy, hoặc là trước khi đi ngủ, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là trộn vào món salad sinh tố gì trong cùng bữa ăn đều hoàn toàn ok. Và hãy thực hiện đi và sẽ thêm sự thay đổi của cơ thể của các bạn nhé. Nếu các bạn chưa biết gừng riềng lên men probiotic là gì, hãy xem lại cái video là kháng sinh tự nhiên probiotic gừng riềng lên men Mita hướng dẫn cách đây khoảng 2 tháng. Và cái liệu pháp thứ hai đó chính là giấm táo tiêu chuẩn. Giấm táo tiêu chuẩn các bạn nhìn thấy ở dưới này nó có những cái con giống mẹ đó. Tiêu chuẩn ở đây có nghĩa là nó có nguồn gốc từ sạch, như ở đây là organic raw chưa có lọc đó. Những đạt tiêu chuẩn như thế này thì cơ thể của bạn mới khỏe được. Bạn sử dụng bất kỳ nguồn giấm táo tiêu chuẩn nào như Mita mô tả ở cái 3 cái video về giấm táo trước đó là được, không nhất thiết phải sử dụng cái sản phẩm này. Vì Mita đang ở đây cho nên là mua được cái sản phẩm này thì cho các bạn nhìn thấy thì thôi, hoặc là các bạn tự làm giấm táo tại nhà. Mita cũng có rất là nhiều cái giấm táo tại nhà theo năm tháng khác nhau, giấm táo càng lâu thì càng tuyệt vời, càng lâu thì càng tuyệt vời ha. Và giải pháp thứ ba cái lacto probiotic là đây là các bạn ham rất là thích, đây là bia gừng các bạn làm cực nhanh, cực hiệu quả. Bia gừng các bạn sử dụng là cũng như Mita hướng dẫn là trước bữa ăn hoặc buổi chiều tối là tốt nhất, và các bạn sử dụng là khoảng 150ml một ngày là ok cho người lớn ha. Thì bia gừng nó ngoài cái việc mà dạ dày mình đang quan tâm ở đây thì nó còn mất rất là nhiều cái chức năng đặc biệt khác, mình sẽ chia sẻ ở một cái video bia gừng riêng và các bạn sẽ cảm thấy khá là vui và thích thú khi sử dụng cái bia gừng này. Thứ tư đó chính là sour cream. Mita khuyến khích cho cả nhà dùng đó chính là sour cream bắp cải này cực kỳ tốt cho sức khỏe đường ruột của các bạn. Hãy ăn trước bữa ăn hoặc là giai đoạn đầu của bữa ăn, nhưng đừng ăn sau bữa ăn nhé. Đây là sour cream bắp cải Mita lấy ra để cho bữa ăn ngày hôm nay, và các bạn nhìn thấy nó không có nước, nhưng sour cream khi làm thì nó có nước ha. Nếu các bạn chưa biết sour cream là gì thì hãy xem lại những cái video sour cream mà Mita đã hướng dẫn trước đó, trời ơi nhiều quá đúng không nào. Đó thì nhắc lại, khi bạn rầu rĩ như thế này đây thì sử dụng cách ngay đầu tiên luôn là lacto probiotic hoặc là gừng riềng lên men hoặc là giấm táo hoặc là bia gừng hoặc là sour cream, là các bạn cảm thấy được cải thiện. Bất kỳ sour cream nào, không nhất thiết phải là bắp cải, nhưng bắp cải là sour cream tốt nhất. Nếu bạn đã tìm thấy được nguồn nguyên liệu bắp cải tuyệt vời thì hãy làm sour cream bắp cải và ăn nhé. Ok. Và giải pháp thứ hai Mita chia sẻ với cả nhà là tại sao giải pháp thứ nhất đã vi diệu như vậy rồi mà cần phải giải pháp thứ hai. Đã. Trong một số trường hợp cái vị trí ở trên này các bạn, trong một số trường hợp mình để dùng cái bút mình chỉ, cái phần dạ dày của các bạn ở trên này hoặc là phần thực quản của các bạn ở trên này nó có một số phần lở loét ở đâu đó, ví dụ như đâu đây, thì khi bạn sử dụng cái liệu pháp thứ nhất bạn cảm thấy rất là rát, rất là nóng, rất là khó chịu. Bạn giống như mà mình tổn thương cái da này, bạn đổ tí giấm vào hoặc tí chanh vào là bạn nhận ra liền. Này, chanh nó cũng chua chua như giấm vậy đó, nhưng mà hai chức năng nó hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy rất là rát, thì nó giống y như vậy. Bên trong cái hệ tiêu hóa của bạn là cái phần thực quản dạ dày của bạn này, hoặc cả hệ tiêu hóa của bạn mà bị loét ở đâu đó, thì bạn sử dụng cái cách thứ nhất
thì nó sẽ rát, nó sẽ nâu và nó sẽ không có lành đâu, nó sẽ không có lành đâu. Và bạn phải làm lành cái vết loét đó trước. Thì cách để làm lành cái vết loét đó chính là bổ sung diệp lục tố, bổ sung diệp lục tố các bạn ha. Là mình gọi đó là chlorophyll. Diệp lục tố vô cùng quan trọng, diệp lục tố vô cùng quan trọng trong cái vấn đề chữa lành vết thương, chữa lành vết thương. Và diệp lục tố có từ đâu? Nó có từ lá cây, nó có từ tảo, Trong trường hợp bạn có điều kiện, hãy uống nước ép rau màu xanh. Và những nước ép rau màu xanh Meta khuyến khích trong trường hợp chữa lành nhanh nhất đó chính là nước ép rau bồ công anh, cái thứ hai, nước ép rau cỏ lúa mì. Cái thứ ba là nước ép rau kale, là một số cái dòng họ kale đó các bạn. Như là cái gì các bạn nói mình là cái gì nhỉ? Cái nhăn, cái nhúng hả? Cái nhúng, cái nhăn gì đó, cái nhăn nhúng gì đó, hay là cải làng, cái gì đó. Đó đó là những dòng cải kale, kale là K-A-L-E. Đó. Các bạn có thể search trên Google và tìm thêm cái dòng cải kale mà nơi các bạn có, các bạn có thể sử dụng nó. Và rất là tốt, cho vấn đề chữa lành ha. Rồi, thêm những cái phần mà các bạn có thể bổ sung trong trường hợp chữa lành nhanh nhất kèm theo với nước ép rau đó chính là nước ép các bột nước ép được bổ sung thêm nước ép rau, hoặc trong trường hợp bạn không có rau thì bạn chỉ uống bột không thôi, như là bột tảo biển, là trong trường hợp bạn không có rau bạn, hoặc là rau của bạn chưa tìm thấy được chất lượng nhưng mới vết lét vết lở nó nhiều quá cần phải xử lý ngay, thì hãy mua cho mình những cái gói bột. Gói bột ở đây người ta khuyến khích như là gói bột nước ép cỏ lúa mì, gói bột nước ép mầm hạt bông cải xanh, gói bột nước ép kale đó, hay là gói bột tảo, như là tảo spirulina hay là tảo là chlorella. Đó, đó là những cái loại tảo rất là đặc biệt, chứa diệp lục tố rất là nhiều và giúp cho các bạn chữa lành rất là nhanh, Hồi nãy chuẩn bị một cái chai diệp lục tố ở đây mà quên khoe ha. Hãy uống diệp lục tố mỗi ngày là 500ml thôi là ok. Nếu trong trường hợp khó quá thì 200ml một lần, như là tảo spirulina thì khoảng 3g một ngày, hoặc là tảo là chlorella thì cũng 3g một ngày thôi, hoặc là bột lúa mầm, bột nước ép mầm hạt bông cải thì khoảng 1-3g, hay là bột nước ép kale cũng khoảng 3g. Nước như là bột nước ép nó khác là bột cải hay bột kale nó khác, hay là bột bông cải nó cũng khác luôn các bạn nhé. Đó, hay là bột cỏ lúa mì nó cũng khác. Bột nước ép cỏ lúa mì, các bạn có thể sử dụng 15g đến 30g, nhưng bột nước ép cỏ lúa mì bạn có thể sử dụng 1-3g thôi, hoặc maximum là 8g thôi, tại vì cái chất lượng dinh dưỡng nó tuyệt vời lắm. Nhiều bạn nhân của mình bảo trời ơi, bột cỏ lúa mì nó giá ít mà bột nước ép cỏ lúa mì là nó giá gấp 3, 5, 10 lần lận. Tại sao như thế? Đó là chính là cái chất lượng của nó khác biệt rõ rệt, cho nên là nó mắc như thế thôi, nó mắc là vì chất lượng ha. Nhưng điều kiện của bạn như thế nào thì bạn sẽ đáp ứng như thế, không nhất thiết là phải đua đòi bản thân cho lắm. Mình dùng từ đua đòi là như vậy, có một số bạn mua về nhưng không có xài, cho nên là mình dùng từ đua đòi không sai đâu. Đó, thì không đợi, mình sẽ sử dụng những gì bạn có thể trước để làm lành trước. Trong điều kiện tốt nhất thì nó sẽ nhanh lành hơn, nhưng mà điều kiện chưa tốt nhất cũng lành, nhưng sẽ lành chậm hơn một tí, sẽ lành, yên tâm đi. Như vậy thì khi nào ta sử dụng cái cách thứ hai là bổ sung diệp lục tố vào cơ thể, là khi bạn uống cách thứ nhất vào và bạn cảm thấy nóng rát lét ở đâu đó, đau vùng nào đó trong cái phần hệ tiêu hóa của bạn, thì bạn ngừng cách thứ nhất một thời gian, mình nghĩ ngừng một tháng là ok, và sử dụng cách thứ hai trong vòng một tháng. Sau đó kết hợp cách thứ nhất và cách thứ hai vô cùng vi diệu, Và cách thứ ba, là trong trường hợp mà bạn cảm thấy đầy hơi ở phần dưới nữa, có nghĩa là đầy hơi ở phần dưới là nó đẩy cái nó nguyên nhân là bên dưới này, nó đẩy cái hơi và acid lên dạ dày và nó lấy áp lực lên dạ dày và phần acid dạ dày đẩy lên cái phần lên trên. Vậy bạn giải quyết cái phần đầy hơi đó
bằng cách là bạn sẽ giảm thiểu nạp chất xơ vào bên trong cơ thể. Vì sao như vậy? Cái phần đầy hơi đó có nghĩa là khi bạn có một cái lượng lợi khuẩn bên trong cơ thể phát triển quá mức, có nghĩa là phát triển nhiều hơn cái cần thiết của nhu cầu của cơ thể, nó làm cho cái bụng của phần bạn căng ra, có nghĩa là giống như bạn lên men mà có ga đó, nó bọn căng ra rất là khó chịu, thì bạn sẽ giảm chất xơ xuống, có nghĩa là giảm thức ăn cho vi khuẩn xuống, thì vi khuẩn sẽ chết dần một ít và đào thải ra bên ngoài, và cơ thể của bạn sẽ cân bằng trở lại về cái lượng vi khuẩn bên trong đó. Thì đơn giản từ cái việc là ăn salad sinh tố thì chuyển sang nước ép, hoặc là từ cái việc mà ăn salad sinh tố cái gì cũng ăn hết thì chuyển sang những cái salad và sinh tố với nguyên liệu mà mềm dễ tiêu, như hoa quả thì chín nè, hoặc là những cái rau thì chọn những cái rau non hơn để ăn salad và sinh tố. Thông thường thì bạn khỏe mạnh cũng nên chọn cái cách như vậy, đừng có ăn những cái rau già quá hoặc là làm sinh tố những cái món mà nó có quá nhiều chất xơ, nó thừa chất xơ thì làm cho cái vi sinh vật phát triển quá mức và nó sẽ tạo ra một cái khí hơi rất là nhiều, ga rất là nhiều bên trong cái đường ruột của bạn, và bạn cảm thấy đầy hơi và cái đẩy cái hơi đó lên cả phần dạ dày và đẩy lên trên thì bạn cũng bị trào ngược axit dạ dày. Bạn chỉ cần thực hiện một tháng thôi, rồi sau đó bạn nhận thấy cái điều này nó không xảy ra nữa, Và cách cuối cùng là cách thứ tư, Mita để đây. Cách thứ tư là trong trường hợp là bạn không dùng được ba cách trên thì bạn sẽ mua thuốc. Đây là một cái dạng thuốc gọi là thuốc có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là thuốc hóa học gì. Thuốc này cái giúp cho các bạn cải thiện cái vấn đề axit dạ dày và làm tiêu hóa hết những cái phần thức ăn thừa trong cái phần dạ dày, và bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề mà trào ngược axit dạ dày đó. Thuốc đó là thuốc betan hydrochloride đó. Bạn có thể tìm mua cái thuốc betan hydrochloride đó và bạn uống trước bữa ăn, thì khoảng một tuần bạn sẽ cảm thấy rất là đặc biệt, Tuy nhiên bạn có thể làm cách 1 là không cần phải mua thuốc. Bạn có thể làm cách 2 cũng không cần phải mua thuốc. Bạn có thể làm cách 3, bạn quan sát cơ thể bạn, rơi vào trường hợp của cách 3 thì bạn cũng không cần mua thuốc. Trong trường hợp bạn không làm được cách nào thì bạn hãy mua thuốc ha. Đó, tóm lại là hãy làm ngay cái cách đầu tiên. Và nghe ngóng cơ thể của các bạn. Nếu xảy ra trường hợp bị lỡ loét, bị rát, bị đau, bị nóng trong cả phần hệ tiêu hóa, hãy chuyển sang cách 2, một thời gian, Meta khuyến khích là 1 tháng, sau đó kết hợp cách 1 và cách 2. Nếu trong trường hợp bị đầy hơi khó chịu, hãy sử dụng cách 3 1 tháng, kết hợp với cách 1, và cách 2 thì bạn sẽ ok nhé, Cảm ơn các bạn đã theo dõi cả video này, và Mita rất là vui trong khoảng thời gian qua, khoảng chừng là nửa năm qua, Mita làm những cái video chia sẻ cho các bạn để giúp các bạn chữa lành, và Mita cảm thấy cuộc đời rất là nhiều ý nghĩa tại vì các bạn chia sẻ cho Mita những cái điều rất là tích cực, và Mita cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm ơn các bạn rất là nhiều vào những ngày cuối năm như thế này ha. Các bạn mới tìm thấy Mita, chưa có biết gì nhiều thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Mita và bấm luôn cái nút chuông kế bên á, là để các bạn có thể nhận được nhiều cái video tiếp theo của Mita nữa. Mita sẽ ở đây cho đến khi Mita còn có thể. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.